phim Nhân gian tử ái. Tập 70. Được, tôi có thể cho ngài biết thân phận thật của tôi, nhưng ngài phải hứa với tôi, phải giúp tôi giữ lấy bí mật này. Nếu như cho kẻ thứ ba biết được, tôi sẽ hỏi tội ngài. Yên tâm đi, tôi có thật là không bao giờ biết nói thật là gì. Cô có mục đích gì? Những chuyện mà ngài muốn biết tôi đã nói cho ngài nghe. Còn chuyện tôi có mục đích gì ngài không cần quan tâm. Nhưng mà có một chuyện này tôi nghĩ mãi không hiểu. Rốt cuộc các người có cách gì làm cho tam thánh vật không khắc chế nhau dẫn đến tan chảy? Cô chỉ cần biết bổn vương có bản lĩnh đó là được rồi. Bằng cách nào làm được, bổn vương cũng tặng cô một câu tương tự. Chuyện đó không liên quan tới cô. Mời. Các vị. Đại vương về rồi hả? Bổ vương ra ngoài vừa chiêu nạp được một trợ lý đắc lực đây. Người đó chính là Lưu Ngữ cô nương. Cô ấy sẽ giúp chúng ta mở ra Diêm Ma Môn, giải trừ ma chú, cùng chúng ta gánh vác trách nhiệm trọng đại bảo vệ Trần gian an toàn. Tôi phản đối. Lúc trước Lưu Ngữ là đồng bọn của Dạ Khuyển. Có lẽ bây giờ tới chúng ta đã có đủ ngũ hành tam thánh, cho nên mới tới nương tựa. Tôi nghĩ ả nhất định có mục đích khác. Không chừng ả là tay trong của Dạ Khuyển phái đến đây. Nè, trước kia chúng ta từng mâu thuẫn nhau, tôi không phản đối. Tôi làm vậy cũng vì gom đủ tam thánh vật để bảo vệ Trần gian. Nhưng bây giờ các vị đã gom đủ tam thánh vật rồi, và tôi nghĩ đến đại cuộc, cho nên tôi chỉ còn biết gia nhập với các vị mà thôi. Tôi không tin. Đại vương, người này nhất định có vấn đề. Đừng nói nhiều nữa. Này, mắt của cửu muội đã bị thương, chúng ta hao tổn nhân lực, chúng ta nên đặt đại cuộc lên hàng đầu. Miễn sao là người mà Hắc Nghị tin tưởng thì ta cũng tin tưởng. Kim Thiềm đại vương quả nhiên là người có khí phách. Nè, cô không nên nhỏ mọn vậy chứ. Thôi đi thôi đi. Nếu như chúng ta đều đứng trong cùng một trận tuyến thì nên gác lại thành kiến, giúp đỡ lẫn nhau. Bổ vương quyết định sáng mai dậy sớm sẽ đến miệng núi lửa để mở Diêm Ma Môn. Đợi đã, Hắc đại vương, ngài không điều trị cặp mắt cho cửu muội trước, ngược lại đòi mở Diêm Ma Môn ra trước. Làm vậy có khác gì đảo ngược chứ? Ê, Kinh Thiên, huynh không cần lo cho tôi không sao đâu. Không được đâu cửu muội. Hắc đại vương, huynh nói cửu muội mù mắt như vậy làm sao đi được chứ? Ê, nói kiểu như huynh á, mắt của muội không thể chữa khỏi, chúng tôi cũng mãi mãi không thể mở được Diêm Ma Môn, có phải không? Huynh nói cái gì vậy? Ê, huynh lợi hại như vậy, huynh trị cho người ta đi, đứng đó làm gì? Huynh nói lại một lần nữa đi. Nói vậy rồi sao? Huynh đừng xúc động mà. Thôi đi. Huynh hãy nghe tôi nói vài lời đã. Tuy là mắt của tôi bị mù rồi, nhưng mà tôi vẫn có thể hành động được. Nay đồ đạc đã có đủ rồi, tôi nghĩ là tất nhiên phải lo lắng cho đại cuộc trước, đi tới miệng núi lửa giải ma chú trước. Được như vậy, nhân gian mới có thể sớm thoát khỏi khổ ải. Cũng mũi. Con mắt của tôi sau này từ từ chữa trị. Ê, Hắc đại vương, huynh thấy như vậy có được không? Cửu muội hiểu lý lẽ như vậy, lòng dạ tốt như vậy, bổn vương tự thấy mình thua xa. Cô yên tâm, bổn vương cam đoan cô sẽ bình yên vô sự. Đa tạ Hắc đại vương. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nè, rõ ràng huynh biết tôi đứng sau lưng huynh, sao huynh không lên tiếng? Làm hại tôi xém té luôn. Nếu như tôi lên tiếng, không chừng cô lại trách tôi không chịu phối hợp với cô. Tôi không có đâu. Vừa rồi tôi đứng bên đó nhìn thấy huynh, thấy huynh mặt mày u sầu, cho nên mới qua đùa với huynh thôi. Sao hả? Tôi có chu đáo lắm không? Nè, Dạ Khuyển ca, thấy huynh lo âu như vậy, huynh đang lo chuyện gì hả? Ngày mai Hắc đại vương sẽ đi mở Diêm Ma Môn ra. Nếu như thật sự cho hắn và Kim Thiềm lấy được năng lượng của ma giới, hậu quả khó mà lường trước. Giả lại có thể ngăn cản họ, chỉ có thể là chúng ta thôi. Ngày mai là ngày then chốt, thắng được thì thiên hạ thái bình, không may bị thua, vạn kiếp bất phục. Tên Hắc đại vương đó thật là đáng chết. Năm xưa ở Quỷ Tăng Phong là để cho mẫu hậu tiêu diệt hắn đi cho rồi. Ê, cô quên nữ vương là người vô cùng nhân từ hay sao? Có đức hiếu sinh. Giả lại Hắc đại vương tu hành không phải là dễ, tôi nghĩ chúng ta không nên giết hắn ta. Nếu có thể hàng phục hắn là tốt nhất. Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao người tốt cứ phải chịu kẻ xấu ăn hiếp?
Dạ Quyển ca, huynh nhất định phải hứa với tôi, ngày mai huynh bắt buộc phải bình an trở về, không được bị thương đó huynh biết không? Chuyện đó không ai nói trước được điều gì, phải không? Bác muội, cô nghe tôi nói. Nếu như, tôi chỉ nói nếu như thôi. Nếu như ngày mai không may tôi có mệnh hệ gì, có một câu này tôi nhất định phải nói với cô. Tôi không muốn nghe. Bác muội, cô nghe tôi nói có được không? Tôi thật sự. Dạ Quyển ca, bây giờ huynh chỉ cần nói, Dạ Quyển tôi nhất định sẽ đánh bại Hắc Đại Dương và Kim Tiềm để cứu cửu muội về đây. Tại vì huynh là người canh giữ Linh Sơn. Ngày mai tôi nhất định đánh bại Kim Thiềm, đánh bại Hắc Đại Dương, an toàn cứu cửu muội trở về đây. Tại vì tôi là người canh giữ Linh Sơn. Một con Kim Thiềm cũng phải chết, mười tên Hắc Nghị giảm nát chúng. Tại vì tôi là người canh giữ Linh Sơn. Dạ Quyển ca. Rồi sao nữa? Thì làm theo. Không được đâu, tôi không thể làm chuyện ngây thơ như vậy được, quá ngây thơ. Nè, đây là bài xuất chinh chiến ca do tôi phát minh đó. Chỉ cần huynh hát theo tôi thì chắc chắn đánh đâu thắng đó đó. Hát đi. Nè. Một con Kim Thiềm cũng phải chết, mười tên Hắc Nghị giẫm nát chúng tôi. Chúng tôi chính là người canh giữ Linh Sơn. Dạ Quyển ca. Dạ Quyển ca, nhìn huynh dễ thương lắm đó. Tôi quen biết huynh bấy lâu nay chưa từng thấy huynh dễ thương như vậy đó. Dạ Quyển ca nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Yeah. Yeah. Tôi vui quá. Tôi vui quá. Có chuyện như vậy đại vương? Ta có chuyện bàn với cậu, đi ra ngoài kia. Kêu Luân Ngữ đi chung đi. Dạ. Ai? Hả? Đại Dương có chuyện gì? Đại Dương, bộ nghe thấy gì hả? Không có. Xem bộ ta đang nghi thôi. Đại Dương, không nên nghi ngờ đủ điều như vậy. Nói bao lên, rốt cuộc có chuyện gì? Tất nhiên là chuyện của Diêm Ma Môn rồi. Hả? Diêm Ma Môn đã hội tụ mọi điều kiện rồi, còn vấn đề gì nữa? Không vấn đề. Rắc rối tam thánh vật tương khác nhau, cậu đừng cho tôi biết là cậu đã quên mất nha. Không quên. Nghe cho kỹ đây, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là Kinh Thiên. Kinh Thiên, thức dậy đi. Kinh Thiên. Cửu muội, cửu muội đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Hả? Là đại tỷ sao? Ê trời ơi, tỷ thức dậy rồi hả?
Ê, là đúng thật. Vậy rõ ràng Hắc Đại Dương nói cô đã trúng ma chú của Diêm Ma Môn. Phải mở Diêm Ma Môn cô mới có thể tỉnh dậy được. Tại hai người không biết thôi, Hắc Đại Dương đã dùng phép thuật ém tôi cho nên tôi mới hôn mê. May mà linh khí trăn trần trong đêm nay đã bổ sung linh đơn cho tôi mới có thể thoát khỏi cấm cốt của hắn. Mau đi theo tôi. Ê, đại tỷ à, chắc là tỷ lầm lẫn rồi đó. Hắc Đại Dương không phải hạng người như vậy đâu. Tôi phải ở lại giúp huynh ấy mở Diêm Ma Môn ra, tôi không thể nào bỏ đi được. Cửu muội à, muội quá khờ đó. Muội có biết không, Hắc Đại Dương đòi mở Diêm Ma Môn ra là vì hắn và Kim Thiềm đang rình rập năng lượng của ma giới, không phải bảo vệ nhân gian. Muội đó, tại muội mất hết trí nhớ cho nên không nhớ gì cả. Ta cho muội hay, Hắc Đại Dương và Hồ Yêu Linh Sơn là kẻ thù đó. Hắc Đại Dương, hắn ta tìm đủ mọi cách để loại trừ tướng công của muội Lưu Tứ Hỷ. Nhưng mà muội không hiểu tại sao hắn phải làm như vậy. À, trời ơi, bây giờ thời gian cấp bách, muội theo ta về Yêu Nhi Viện, ta từ từ kể cho muội nghe có được không? Đi đi đi. Đã. Cứ muội không được đi. Nọc độc trong cơ thể của cô muội phải chờ Hắc Đại Dương mở Diêm Ma Môn ra mới có thể giải trừ được. Còn nữa, cũng không nên ăn nói bậy bạ. Lưu Tứ Hỷ và cửu muội không có bất kỳ quan hệ nào cả. Kinh Thiên, huynh cho rằng Hắc Đại Dương thật sự giải độc cho cửu muội sao? Sau đó cho hai người cao chạy xa bay sao? Không thể nào. Huynh đừng quên rằng Hắc Đại Dương vẫn đối phó Linh Sơn, đối phó mẫu hậu tôi. Thôi được, cô đừng nói nhiều nữa. Cô có thể đi khỏi. Cửu muội thì cần phải ở lại đây. Huynh đừng tự khi người nữa. Huynh sợ sau khi cửu muội hồi phục trí nhớ, cho dù huynh che giấu quá khứ của cửu muội và Tứ Hỷ, Kinh Thiên, tôi cho huynh hay, huynh mãi mãi vẫn không giành được tình yêu thật sự. Thậm chí huynh còn làm hại cửu muội đến mất tính mạng. Huynh đừng đó. Nói nhiều nữa, cô đi đi. Đi mau lên, đi đi. Nè, Kinh Thiên à, huynh đừng làm như vậy. Tôi rất muốn nghe thử. Cô ấy nói là biết quá khứ của tôi mà. Cửu muội, tôi không thể để cho tính mạng của cô chịu sự uy hiếp được. Trời ơi, không chịu đâu. Không có đâu mà, Kinh Thiên. Trời ơi, các người đừng cãi nhau nữa, mau đi khỏi đây ngay đi. Hắc Đại Dương vốn không nghĩ tới cửu muội, hắn chỉ muốn lợi dụng cửu muội để mở Diêm Ma Môn mà thôi. Tôi không tin chuyện đó. Cửu muội, chắc chắn là do Dạ Khuyển phái cô ấy tới đây. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ về chuyện này. Huynh đúng là tên ngây ngô. Chờ Diêm Ma Môn mở ra, tất cả mọi chuyện đã muộn rồi. Kinh Thiên à, huynh có biết không, chính Hắc Đại Dương phái Thiên Trinh đến giết hai người đó. Linh Linh Nhất, cô câm miệng đi, không nên ăn nói bậy bạ. Đó là do Thiên Trinh nhất thời manh động mà thôi. Nhưng mà lúc tôi bị hôn mê, chính tay của tôi đã nghe thấy chính Hắc Đại Dương đã sai khiến Thiên Trinh làm như vậy đó. Đại tỷ, mọi chuyện có thật sự như tỷ vừa nói không? Cửu muội, ta phải mạo hiểm tính mạng đến tìm hai người vì chúng ta là tỷ muội. Không lẽ muội không tin ta sao? Nè các người nghĩ xem, nửa đêm nửa hôm Hắc Đại Dương ra ngoài bàn công chuyện, tại sao không đánh thức mấy người? Như vậy là có chuyện che giấu rồi. Trời ơi, may mà tôi nghe thấy hết. Đừng nói chuyện dư hơi làm gì nữa. Rốt cuộc các người có đi không? Hắc Đại Dương sẽ lập tức quay về đó. Trời ơi, Kinh Thiên, đại tỷ thay huynh đỡ một cú chưởng, tôi tin tỷ ấy nói. Kinh Thiên, huynh hãy tin tôi một lần đi có được không? Cứu muội. Cứu muội. Có sao không vậy? Có sao không? Xin lỗi nha, tôi liên lụy mọi người rồi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người. Không có đâu. Muội là muội muội của ta, sao ta lại nghĩ như vậy? Đúng chứ vậy. Không có ai chê bai cô đâu. Hả? Trời ơi, đừng có đứng đây nói nữa, không ai chê bai cô đâu. Chúng ta mau đi đi, nếu không Hắc Đại Dương sẽ đuổi theo đó. Được rồi, đi mau. Đi mau. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Đại Dương, Kinh Thiên, cửu muội, còn người tên Lưu Ngữ đó, sao không thấy họ đâu hết trơn vậy? Các ngươi là bọn ăn hại, không may để họ đi nương tựa Dạ Khuyển, vậy sẽ nguy to. Lạ thiệt, sao Linh Linh Nhất có thể tỉnh dậy được? Ai mà biết được, đuổi theo. Khoan đã. Hả? Sao vậy tỷ? Mùi gì của nó giống mùi trên kiếm của tôi. Vết thương của cô ta vẫn chưa hồi phục đâu. Vội vã như vậy, kể cả vết thương cũng bất chấp. Ta nghĩ họ trở về Yêu Như Diện rồi. Khẳng định là họ phát hiện ra chúng ta có chuyện gì đó. Nghe cho rõ, ngoài trừ cửu muội ra, những người còn lại đều giết không tha. Dạ đại dương. Tôi nghe rồi. Họ đi hết rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Ráng chút nữa đi, sắp tới rồi. Ngày mai là ngày quan trọng như vậy, sao không nói lời từ biệt chứ? Cửu muội, bổn dương đã hứa sẽ chữa độc rắn cho cô, nhưng cô nương tựa Dạ Khuyển khiến bổn dương không còn mặt mũi gì hết. Không mấy gì vậy mà cô hy sinh tính mạng, tai kiếp nhân gian không ai giải được. Vậy có khác gì bổn dương trở thành tội đồ ngàn kiếp chứ? Ngươi đừng có gạt ta nữa. Đại tỷ ta đã cho ta biết hết rồi.
tất cả đều là âm mưu quỷ kế của ngươi. Ngươi cố tình vuốt ve ta, lợi dụng ta. Ta không tin ngươi nữa đâu. Cửu muội nói hay lắm, giỏi giỏi giỏi. Đường Ngữ, chẳng phải ngươi đòi hợp tác với Bổn Vương sao? Sao ngươi lại theo họ chạy trốn như vậy? Ta thích hợp tác với ai có cần ngươi đồng ý không? Ban ngày nha, ta thấy ngươi cũng được lắm. Nhưng mà cho tới ban đêm, ta thấy hợp với Dạ Khuyển hơn. Như vậy được chưa? Vậy thì đừng trách Bổn Vương không nể mặt. Thiệt kinh vô ta. Đại tỷ, đại tỷ à. Cửu muội. Đại dương. Đại dương, cửu muội. Muội có sao không vậy? Không sao, không sao, tôi không sao hết. Đại tỷ cứ yên tâm, tôi không sao đâu. May mà có pháp bảo hay tôi đỡ một chưởng này, tôi không sao hết. Lưu Tư Hỷ, ngươi còn ở đây sao? Được, vậy Bổn Vương cho người chứng kiến bằng cách nào dẫn cửu muội đi khỏi ngay trước mặt của ngươi. Đại Dương, Đại Dương, mà bắt cửu muội lại cho ta. Hắc Đại Dương, đừng nằm mơ. Thoát bao. Hắc Đại Dương, đáng ghét, để hắn chạy thoát rồi. Mau qua xem cửu muội như thế nào. Được. Cửu muội, dạ, có sao không? Có sao không? À? Không có sao đâu, mọi người yên tâm đi. Không sao thì tốt, chỉ tiếc là chúng tôi tới trễ một bước. Mọi người không sao là tốt. Yên tâm đi. Đại Dương, có sao không vậy? Đại Dương, tôi giúp ngài khống chế huyết mạch trước, ổn định thương tích, chúng ta về hang động rồi tính. Ngài uống viên thanh tâm hoàn này trước đi. Ta thật không ngờ Lưu Tư Hỷ bị giam trong tảng băng, sức tấn công vẫn lớn như vậy. Ta quá sợ ý thôi. Và tên Linh Linh nhất đó nữa, ai có thể tính vậy được? Hoàn toàn hủy hết kế hoạch trước đó của ta. Đại Dương à, cửu muội là then chốt mở cửa Di Ma Môn. Nay ả trở về bên cạnh Dạ Khuyển, vô cùng bất lợi cho mình. Hôm nay ả hồi phục trí nhớ, chúng ta phải làm sao? Cần tôi đi bắt lại cửu muội không? Nói chung tôi đã nghĩ sẵn rất nhiều cách có thể bắt ả mở Di Ma Môn ra. À, phải. Nếu bây giờ cứ đòi đi bắt cửu muội về, chỉ thêm chọc cho họ nổi điên, chó cùng dứt dỗ, hoàn toàn không có lợi ích cho chúng ta đâu. Đừng nói nữa, ít trời ma qua vẫn còn trong tay chúng ta. Chúng ta về Sơn Nhai Động liệu thương rồi tính. Đi. Dạ. Cẩn thận. Tim Quỳnh ấy đập lại rồi. Tim Tứ Hỷ đập lại rồi nè. Tứ Hỷ chưa chết. Tứ Hỷ, có phải vừa rồi mọi người đã chạm mặt với Hắc Đại Dương không? Từ sao tôi đã nghe thấy tiếng ác đấu rồi. Nhưng mà bây giờ Hắc Đại Dương đã bị thua, hốt hoảng bỏ chạy rồi. Được, đúng vậy. Rốt cuộc cửu muội chúng ta đã trở về rồi. Vậy là tốt. Bà không được chứng kiến cảnh Tứ Hỷ trấu tài. Lúc bây giờ cửu muội bị Hắc Đại Dương dây đánh, Tứ Hỷ phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh, đã đánh trúng Hắc Đại Dương. Hắc Đại Dương đã lăn nhào ói máu rồi. Không ngờ Tứ Hỷ bị dây trong tảng băng vẫn còn khả năng lớn như vậy. Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Cửu muội, Tứ Hỷ vì muội có thể hy sinh tất cả. Bác tỷ, tôi à, nè, muội đừng nói với ta là cho tới bây giờ muội vẫn chưa nhớ mình là ai đó nha. Tôi cũng mong có thể sớm nhớ lại. Tuy rằng tôi không thể nhớ lại được ngay, nhưng mà tôi tin chắc rằng Tứ Hỷ chính là tướng công của tôi. Tình cảm hay chế nhạo người ta? Rõ ràng là người yêu mình, mình không yêu. Người mà mình không yêu, nhưng người đó lại yêu mình. Đại tỷ, thật ra tôi cảm thấy cho dù hai người thật lòng yêu thương nhau, cũng không hẳn họ sẽ được răng long đầu bạc. Mọi người thấy này, cửu muội đã bị mù và mất trí nhớ, và Lưu Tứ Hỷ vẫn bị nhốt trong đó. Trải qua cuộc tình như vậy thật là rất khó khăn. Lỗi do tôi hết. Nếu tôi không dùng Hắc Thủy Trận giữ chân cửu muội, như vậy cặp mắt của cửu muội sẽ không bị mù. Chuyện cửu muội bị mù không thể trách bà được. Có trách thì trách tên Hắc Đại Dương đó. Nếu như không có hắn thì bà đâu cần phải dàn Hắc Thủy Trận. Tôi không đồng ý như vậy. Nếu như không phải Kinh Thiên tiếp tay cho Hắc Đại Dương giữ chân cửu muội thì không xảy ra những chuyện như vậy. Ê, bác tỷ, không nên nói như vậy đâu. Chuyện này không thể trách ai được hết. Có trách chỉ có thể trách bản thân tôi mà thôi.
võ công tôi không được cao, tu hành chưa tới nơi tới chốn. Nếu như kiếp này chỉ có thể như vậy, tôi cũng chỉ còn biết cam chịu. Cô đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm cách trị khỏi đôi mắt cho cô. Đa tạ hắc bà, đa tạ. Cô muội, chuyện đáng mừng hơn là cô đã trở về bên cạnh của chúng tôi. Được như bây giờ chúng ta ở bên nhau như vậy thì Hắc Đại Dương sẽ không thể mở Di Ma Môn được nữa, đúng không? Cô muội, có thật là cô chấp nhận trở về đây không? Đương nhiên là tôi chấp nhận trở về đây rồi. Tôi đã nhận thức rất rõ ý đồ của tên Hắc Đại Dương đó. Hắn ta tốt với tôi, thật ra thì hắn ta chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Giả lại, tất cả tỷ tỷ tôi đều ở đây hết, tất nhiên tôi đồng ý đi theo mọi người rồi. À phải, Kinh Thiên đâu? Huynh ấy có ở đây không? Huynh ấy đâu rồi? Cô muội, cô đã trở về bên cạnh các tỷ tỷ của cô. Ở đây bây giờ không cần tới tôi nữa. Tôi nghĩ tôi nên cáo từ thì hơn. Ê, Kinh Thiên, huynh đợi đã, đừng đi mà. Kinh Thiên, tại sao huynh lại đòi đi chứ? Đừng đi, huynh ở lại cùng chúng tôi góp sức chống lại Hắc Đại Vương nha, được không? Nè, không được. Kinh Thiên là người của Hắc Đại Vương, hắn sẽ bán đứng chúng ta đó. Không có đâu bác tỷ à, tỷ tin tưởng tôi đi. Tôi và huynh ấy tiếp xúc với nhau lâu như vậy, với những gì tôi biết được về huynh ấy, huynh ấy là tốt hay là xấu tôi biết rất là rõ. Trước kia huynh ấy qua lại với Hắc Đại Vương hoàn toàn là vì muốn giải nọc độc rắn trong cơ thể tôi thôi. Hãy tin tôi đi, mọi người không nên hiểu lầm huynh ấy. Cô muội à, Hắc Đại Vương tốt với cô là bởi vì hắn ta có thể lợi dụng cô để đạt được mục đích của hắn ta. Ai mà biết được người này tốt với cô là có ý đồ gì hay không? Dạ Khuyển. Dạ Khuyển, không phải như vậy đâu mà, huynh tin tưởng tôi đi. Thiên, tôi tin tưởng huynh. Đại tỷ. Cửu muội, ta cũng tin tưởng muội. Không may có xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cũng vậy đó, tôi cũng chấp nhận làm người bảo lãnh cho Kinh Thiên. Thôi được rồi cửu muội, mọi người không cần phải khó xử đâu. Tôi đi đây, cô bảo trọng nha. Đợi một chút. Có thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Giả lại còn có đại muội và cửu muội chấp nhận đứng ra bảo lãnh cho huynh. Huynh có đồng ý ở lại đây cùng với chúng tôi tác chiến hay là không? Kinh Thiên, ở lại đây. Vậy là tốt. Chịu ở lại rồi hả? Tôi mừng quá. Lạ thật, khuya rồi mà không thấy Dạ Khuyển và bác muội. Không phải nói rõ hôm nay đi miền núi lửa để quyết trận tử chiến với Hắc Đại Dương, giật lại con trai về cho mình hay sao? Trời ơi, con trai của mình, con trai của mình. Trời ơi, trời ơi, tránh ra đi mà, chàng làm vậy là sao vậy chứ? Chàng thiệt tình luôn đó. Trời ơi, ta lo cho nàng thôi. Nàng đi qua đi lại nãy giờ đã lâu rồi, ta sợ nàng mệt, không may nàng chóng mặt đột quỵ, ta có thể bảo vệ cho nàng. Trời ơi, thiếp không cần chàng bảo vệ đâu. Nếu mà chàng cứ đi đảo qua đảo lại thì bằng tới miệng núi lửa cứu con chúng ta được không hả? Đi nha, đi nha. Đi thôi, đi đi. Bố Lập Ni, tứ muội. Dạ Khuyển. Về rồi sao? Dạ Khuyển, rốt cuộc huynh đã trở về rồi. Chẳng phải nói hôm nay đi miệng núi lửa sao? Huynh quên rồi hả? Tôi không có quên, nhưng mà hôm nay chúng ta không đi miệng núi lửa nữa. Hả? Sao lại như vậy? Tại vì Hắc Đại Dương bị chúng tôi đánh không kịp tháo chạy đó. Đúng vậy, giả lại cửu muội cũng trở về rồi. Ê, cửu muội trở về rồi. Cửu muội cẩn thận. Cẩn thận. Cửu muội, cửu muội. Chào mọi người. Cửu muội. Tại sao kẻ chuyên gây rắc rối cũng trở về chung với mọi người vậy? Sao hả? Không được sao? Được. Đại tỷ nói được là được. Mọi người trở về hết, chỉ còn con tôi đâu hả? Tứ tỷ, con của tỷ vẫn bình an, chẳng qua chúng tôi không thể giật lại nó thôi. Xin lỗi tứ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, đứa bé đó sẽ không có sao đâu mà. Hắc Đại Dương vì mở Di Ma Môn ra hoàn toàn không dám sơ ý. Chuyện này do tôi chứng kiến tận mắt đó, cho nên tỷ có thể yên tâm. Chẳng qua... Chẳng qua gì? Chẳng qua đứa bé kia khá là nhõng nhẽo đó. Do đó mỗi khi nó khóc không ai dỗ nó được đâu. Cho nên tôi nghĩ là bọn người của Hắc Đại Dương sẽ phải chịu khổ rồi. Ngô Tà. Hả? Đại Dương, có chuyện gì? Bổn Dương đang ở đây dưỡng thương,
Thằng nhóc này làm ồn quá, mau ẩm đi chỗ khác đi. Dạ dạ dạ. Trời, trời, người xuống đi mau đi, xuống đi, xuống xuống đi mà, xuống đi, xuống đi, xuống đi, trời, ngô ta, đừng xuống có ồn nữa, không may bổn dương tổ quả nhập ma, thì cậu sẽ chết thảm cho coi. Đại dương à, tôi thật sự bắt nó không có được nè. Tên tiểu quỷ đáng ghét kia, ta sẽ đánh nó ngất đi. Đại ca, không nên làm vậy. Chúng ta chưa nhờ nó mở được Diêm Ma Môn ra, không may tổn hại nó, có khác gì đổ công xuống biển chứ. Các ngươi nhìn coi nó đã làm gì ta. Tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được sữa nai rồi. Mau qua uống sữa nai đi. Mau qua uống sữa đi mà. Xuống đi mau. Cái tên Ma Qua rắc rối quá trời. Nếu có củ mũi đây thì hay quá. Coi chừng nó đi, đừng có dư hơi nữa. Dạ. Dạ. Tôi thấy vui quá. Tới đây đi, tới đây bắt chúng ta đi. Đã lâu không được ở chung trò chuyện với nhau rồi. À, cử muội, muội nhìn xem, hoa đẹp lắm. Tới đây chơi nè. Hoa này thơm thật đó. Hoa này đó nha, hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta vì hái được nó cho nên bị té nhào xuống đất. Sau đó chúng ta còn bị té xuống sông nữa, quần áo ướt nhem luôn. Sau cùng còn bị mẫu hậu chửi cho một chập nữa đó, muội còn nhớ không? Chuyện đó tôi không nhớ gì hết. Tôi không thể nào nhớ được. Chơi chung đi, vui quá à. Cử muội, ừ? Vậy ta nhắc thêm một chuyện với muội nè. Chuyện đó, à đúng rồi, ngày xưa đại tỷ chị hấp thụ tinh khí của Tứ Hỷ, xem chút đã giết hại Tứ Hỷ đó. Lúc đó muội chạy tới giành giật Tứ Hỷ với ta, muội còn nhớ không? Đại tỷ, tôi cũng không nhớ nữa. Đại tỷ à, cả Tứ Hỷ là ai tôi còn không thể nhớ. Làm sao nó có thể nhớ được chuyện xảy ra giữa Tiễn và Lưu Tứ Hỷ đó chứ? Làm sao mà nó nhớ ra được? Cách này giống không được gì. Người ta nói trở về chốn xưa, thấy cảnh nhớ người có thể gọi là những chuyện của ngày xưa. Rất tiếc cưỡng muội không nhìn thấy gì. Chuyện này càng không thể được. Trời ơi, thật sự không biết tại sao nó lại như vậy. Hay để ta gợi thêm vài chuyện nữa. Đại tỷ à, muội nghĩ là không cần đâu. Bây giờ cưỡng muội không nhìn thấy gì hết, tỷ nhắc những chuyện ngày xưa có khác gì thêm đau lòng chứ. Tứ tỷ à, không sao đâu mà. Các tỷ cứ nói không sao đâu. Đã là chuyện không thể nhớ nổi thì không có khác biệt gì hết. Tôi không có vấn đề, chúng tỷ tỷ cũng đừng ngại gì hết. Trời ơi, không những được gì đâu. Trước kia tôi đã nghĩ là bằng cách nào mới có thể hồi phục lại trí nhớ. Tôi cứ cảm thấy nếu như không có ký ức, đồng nghĩa không có quá khứ, y như là thiếu mất một cái gì đó rất là quan trọng. Cả người mình trống rỗng không có gì hết. Bây giờ tôi mới biết được. Từ sau khi tôi bị mù tới nay, tôi mới phát hiện ra không nhìn thấy đường còn đáng sợ hơn là quên đi quá khứ nữa đó. Như vậy không chỉ bản thân mình phải chịu tội, còn mang lại sự phiền phức cho mọi người nữa, khiến cho mọi người phải bận tâm. Không có đâu. Cử muội, đại tỷ mãi mãi là cặp mắt của muội. Đúng vậy, Tứ tỷ đây sẽ ở bên cạnh cử muội mà. Cử muội không nên nản lòng liên quan đến chuyện đôi mắt của muội. Hát bà từng nói với chúng tôi sẽ có cách chữa trị mà. Cái gì? Bác tỷ, tỷ nói mau, là cách gì vậy? Tỷ mau nói đi. Chuyện này á, cử muội không nên nôn nóng. Chuyện đó chúng ta cũng đang bàn bạc. Cách đó hơi rắc rối một chút, muốn tìm cách khác tốt hơn, cho nên không cho bác muội kể cho muội nghe thôi. Tứ tỷ à, các tỷ kể cho tôi nghe trước đi. Nói chung cho tôi biết thì có sao đâu. Bác tỷ, tỷ nói mau, nói đi. Trời ơi, là đổi mắt với người khác. Như vậy không có được đâu. Đổi mắt của tôi cũng khác đã bị mù rồi. Nếu như tôi đổi mắt với người khác, có khác gì người đó phải mù lòa đâu chứ. Đau quá. Xem ra kẻ mù lòa như mình phải chịu kiếp sống chậm tay chậm chân cho tới hết cuộc đời.
vậy? Cô muội, tất cả đều muốn tốt cho cô, mong cô hãy thông cảm cho tôi. Là đại tỷ phải không? Đại tỷ là tỷ hả? Đại tỷ. Kinh Thiên, tên này đúng là dẫn chứng nào tật nấy. Ta sẽ theo dõi ngươi xem ngươi muốn làm cái gì. Kinh Thiên, tại sao lại đưa cô muội đến quán trọ để làm gì? À, Kinh Thiên. Dạ Quyến, sao ngươi lại tới đây? Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Nửa đêm nửa hôm ngươi đưa cô muội đến quán trọ, ngươi muốn làm gì? Dạ Quyến, ngươi được hiểu lầm. Tôi... Chẳng lẽ vì ngươi muốn phá hoại quan hệ giữa cửu muội và Tứ Hỷ thì ngươi có thể lương tâm cắn rứt làm ra chuyện đồi bại như vậy hay sao? Đồi bại? Gia Khuyển à, lát nữa tôi giải thích với huynh, không giống như huynh nghĩ đâu. Đừng xảo biện nữa, mau giao cửu muội cho ta. Không được đâu Gia Khuyển, tôi không thể giao cửu muội cho huynh được, trừ phi tôi làm xong chuyện quan trọng này đã. Cầm thú? Ngươi là cầm thú đáng chết, ta không tha cho ngươi đâu. Để đã, Gia Khuyển dừng tay. Ra tay đi. Kinh Thiên kêu tôi tối nay đổi mắt cho cửu muội, cậu ấy chấp nhận đổi cặp mắt cho cửu muội. Kinh Thiên, chuyện đổi mắt không phải là chuyện bình thường. Huynh nên nhớ, một khi đổi mắt xong, huynh sẽ thay thế cửu muội, chịu cảnh mù lòa suốt cả đời. Cho dù là như vậy, huynh cũng cam lòng à? Vì cô ấy, tôi chấp nhận. Cửu muội là then chốt để mở ra Diêm Ma Môn. Nếu như cô ấy có thể nhìn thấy đường, thì có thể ứng phó với cuộc đột kích của Hắc Đại Dương và có thể ngăn cản Diêm Ma đến nhân gian gây hại. Nếu đã như vậy, dùng cặp mắt của tôi có thể làm được nhiều điều tốt lành như vậy. Thử hỏi có gì tôi phải do dự chứ? Huynh chấp nhận hy sinh như vậy, tôi thật sự bái phục. Nhưng mà theo tôi nghĩ, nếu như cửu muội biết được, cô ấy liệu có chấp nhận hay không? Đúng vậy, con nha đầu này lòng hiền lành tất nhiên không đồng ý. Cho nên Kinh Thiên mới đề nghị đưa cửu muội đến quán trọ đổi mắt. Dạ Khuyển, làm phiền cậu ra ngoài trông chừng. Trong lúc đổi mắt, đừng cho người nào đến gần quấy rầy. Không vấn đề gì, nếu hai vị có gì thì cứ gọi cho tôi nha, hả? Ừ, được. Sau khi trời sáng, cửu muội có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Mình bị thương cùng mình, xem bộ mình phải sớm làm quen với cuộc sống như vậy mới được. Tuy mình có khổ, nhưng sau này cửu muội có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể có được một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ thì cũng đáng. Cửu muội, cô tỉnh rồi à? Dạ Khuyển ca. Nào, từ từ thôi. Ờ. Đây, để tôi tháo băng ra cho cô nhìn thử xem thế nào. Được. Cô thấy sao? Dạ Khuyển ca. Cô có thể nhìn thấy tôi rồi. Tôi nhìn thấy huynh nè, tôi nhìn thấy huynh rồi. Cô thấy được rồi. Tôi đã thấy nhìn được thấy rồi. Như dạ vậy thì ca, quá tốt. Huynh vẫn đẹp trai như vậy. Hắc bà vẫn trẻ trung và xinh đẹp như trước kia. Xem ra không chỉ trị khỏi đôi mắt, còn trị luôn cách ăn nói. Cô mẹ à, cô được như vậy thì quá tốt. Mà tạ ơn Hắc bà đi kìa. Hắc bà cho tôi gửi lời đa tạ. Bà giúp tôi được sáng mắt trở lại. Đại ân đại đức này của bà, cửu muội ghi khắc ở trong lòng. Đây không hẳn là công lao của tôi. Nè, thật ra chuyện này là sao vậy? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cửu muội à, cô không nên hỏi nhiều nữa.
cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cô đừng nghĩ gì hết, nghỉ ngơi cho khỏe mới là chuyện quan trọng nhất, cô hiểu không? Chuyện này không thể giấu ai được. Kinh Thiên đâu? Chẳng phải vừa rồi cô ấy còn ở đây sao? Kinh Thiên, Kinh Thiên, Cửu Muội, Kinh Thiên, cô ấy ở đây sao? Cô ngồi xuống trước đi. Muốn chữa trị cặp mắt của cô, cần có cặp mắt của một người khỏe mạnh. Người mà tối hôm qua bắt cô đưa đến đây chính là Kinh Thiên đó. Ý huynh muốn nói là lý do bây giờ tôi có thể nhìn thấy là do Kinh Thiên mang mắt của huynh ấy. Kinh... Sao huynh lại khờ như vậy chứ? Tại sao huynh phải làm như vậy? Hằng ngày không cần làm gì hết, chỉ tìm sữa nai thôi. Mang qua thật khó hầu hạ mà. Người đó là Kinh Thiên mà, sao lại bịt mắt vậy? Một, hai, ba, bốn. Hai, hai, ba, bốn. Ba, hai, ba, bốn. Một, hai, ba. Bới lệch đi à, chàng làm gì vậy? Trời ơi, ta đang tập thể dục chứ đâu. Bỏ cánh cứng đó nha, từ nhỏ đã phải tập như vậy rồi. Chẳng những tăng cường sức khỏe mà còn đề phòng chim chóc. Được rồi, thiếp không cần biết chàng tập làm gì. Thiếp hỏi chàng, chàng có gặp Dương Tuấn và Ngải Lệ không? Ta có gặp, ta nghe họ nói họ giúp cho Cửu Muội đi tìm phương pháp có thể nhìn thấy đường hả? Mới sáng sớm họ đã ra ngoài sao? Nè, đại tỷ, tứ tỷ, bác tỷ, Bố Lập Ni, mọi người có gặp Kinh Thiên không? Cửu Muội, Cửu Muội, Muội nhìn thấy đường rồi sao? Mắt của Muội trông đẹp thật đó nha. Đây là mấy? Đây là hai ngón tay đó. Muội đã nhìn thấy đường rồi. Cửu Muội, ta không gặp Kinh Thiên, nhưng mắt của Muội thật sự hồi phục rồi sao? Kinh Thiên mang cặp mắt cho Cửu Muội. Tối qua tôi đã thành công đổi mắt cho họ rồi. Hả? Bà vừa nói gì? Kinh Thiên cho Cửu Muội cặp mắt sao? Bà vừa quên ấy đang ở đâu? Cô đừng nôn nóng, chúng tôi đang tìm cậu ấy. Vậy Kinh Thiên mang cặp mắt. Tôi vừa đi tìm Dương Tuấn và Ngải Lệ, có đi ngang qua Yêu Nhi Viện, nhưng không gặp huynh ấy. Nguy rồi, chắc là huynh ấy sợ tôi trả lại cặp mắt đó, cho nên đã đi khỏi đây để tránh mặt tôi. Như vậy không được đâu. Bây giờ huynh ấy bị mù rồi, bỏ mặt huynh ấy đi như vậy, không may gặp phải Hắc Đại Dương bị hắn bắt thì sao đây? Kinh Thiên, đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ. Hắc Nghị thế nào rồi? Điều qua lúc dẫn khí cảm thấy thông suốt chưa? Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Đại ca, đã tạ huynh. Cũng may hôm qua tẩu quả nhập ma nhẹ, cho nên cũng không tới nổi. Chúc mừng Đại Dương, ngài đã khỏe lại rồi. Ngài có thể xem chừng đứa bé giùm tôi cũng vậy. Cái đêm tôi không được chập mắt, nó gây muốn chết luôn. Đi ra ngoài tìm Thiên Kinh đi. Thì tỷ tôi đi vắng rồi. Đi đâu rồi? Tỷ ấy à. Tôi về rồi. Tôi không tìm được sữa nai, nhưng tìm được tên tàn phế này nè. Cô nói ai tàn phế? Ai tàn phế? Hả? Cô nói ai tàn phế vậy? Hả? Tốt hơn hết là ngươi đừng giở trò. Bây giờ ngươi không nhìn thấy gì hết, còn đòi làm dữ hay sao? Ngươi làm liều chỉ khổ thân mình thôi. Chẳng lẽ ngươi đã cho Cửu Muội cặp mắt của ngươi sao? Hả? Cửu Muội đâu có hứa với ngươi cái chuyện gì đâu. Tự nhiên cho người ta cặp mắt, ngươi mù ngươi chịu đi. Khờ tới tục cùng luôn. Tự cho mình là thông minh, người vô phương cứu chữa rồi. Đại Dương, chúng ta xử hắn sao đây? Lấy hắn để đổi Cửu Muội, đó là chuyện không đời nào. Lấy hắn để uy hiếp bọn người Dạ Khuyển, chỉ thêm buồn cười mà thôi. Chỉ bằng xô hắn xuống vực sâu, cho hắn tự định đoạt số phận luôn đi. Hắn Đại Dương, ngươi đừng qua đây. Ngươi đừng qua đây. Cái tên ngu ngốc này, hôm nay coi như là ngươi xui xẻo rồi. Cứ xem như ngươi mù lòa, sảy chân té xuống vực sâu thôi. Dừng tay. Linh Linh Nhất, Quỳnh có sao không? Là ngươi à? Các người thật là quá đáng. Đang Quỳnh ấy không còn thấy đường nữa, các người còn đòi dồn Quỳnh ấy vào chỗ chết. Các người thật quá tàn nhẫn. Chúng ta tàn nhẫn sao? Bọn người phạm với họ hằng ngày đều giết hại sinh linh, bây giờ tôi chỉ xô một người của họ xuống vực sâu thôi, có gì là không được? Ngươi, vậy ta cho ngươi xuống đó hầu hạ cho hắn nha. Có khách quý tới thăm, có lý nào lại xô ả xuống vực sâu chứ? Đây không phải là đạo tiếp khách đâu. Ngươi, người đàn ông ngu ngốc không thể đổi lấy Cửu Muội. Nhưng giữ lại cô,
đối với bọn người của Dạ Khuyển xem như là ác chủ bài. Hôm nay cô tự ném mình vào lưới, vậy bộ dưa sẽ thu nhận cô thôi. Ôi! Cảnh Thiên! Cảnh Thiên! Cô không thể chết. Cô phải là con tin của tôi đổi lấy cửu muội. Nếu không, làm sao tôi có thể mở ra Di Ma Môn được chứ hả? Đầu của ta. Đầu của ta đau quá. Đôi mắt của ta đau quá. Mình đã nhìn thấy đường rồi. Không phải mình đã cho cửu muội gặp mắt rồi hay sao? Vậy chuyện này là sao chứ? Thank you.